Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục kiến nghị chính phủ không xử lý kinh tế với số tiền tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đã thu của ô tô ra vào sân bay đưa đón khách giai đoạn 2012-2017 theo kết luận của thanh tra chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị không xử lý kinh tế số tiền 500 tỷ này do ACV đã thực hiện các nghĩa vụ ngân sách đúng quy định theo đề xuất của Liên Bộ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu ACV thực hiện thu phí ô tô ra vào sân bay theo giờ, trường hợp thời gian vào sân bay dưới 10-15 phút sẽ miễn phí, với mốc thời gian đó mới thu tiền. Tuy nhiên, ACV lại kiến nghị thu theo từng khoảng thời gian block, kể cả block đầu tiên, nhưng block đầu tiên sẽ có giá thấp hơn các block tiếp theo từ 20 đến 25%, không miễn phí. Do đó tới nay, phương án thu phí xe ô tô vào sân bay đưa đón khách vẫn được ACV báo cáo các cơ quan liên quan, việc thu phí vẫn triển khai như giai đoạn trước. Tại phiên giải trình thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức vào ngày 7 tháng 9, Bộ Công Thương đã đưa ra 5 giải pháp để Việt Nam có khả năng đảm bảo cung ứng điện. Hiện các dự án nguồn điện thường bị chậm so với quy hoạch, đặc biệt là các dự án ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung ứng điện trong tương lai. Do đó, Bộ Công Thương đã tham mưu trình chính phủ 5 giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong 5 năm tới. Đầu tiên là bổ sung các nguồn điện gió, điện mặt trời và vận hành giai đoạn 2021-2025. Thứ hai, bổ sung thêm các nguồn điện khí sử dụng LNG, bên cạnh đó tăng cường nhập khẩu điện từ Lào xem xét nhập khẩu thêm điện năng từ Trung Quốc. Thứ tư, bổ sung và xây dựng lưới điện đồng bộ để giải phóng công suất các nguồn điện. Cuối cùng, Bộ Công Thương đưa ra các giải pháp khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Cũng theo Bộ Công Thương, năng lượng tái tạo có sự bùng nổ về số lượng dự án và công suất đưa vào vận hành. Tốc độ tăng trưởng điện sản xuất giai đoạn 2011-2019 là 10,1% một năm, trong đó điện thương phẩm giai đoạn 2011-2019 tăng trưởng bình quân 10,5% một năm, công suất phụ tải lớn nhất toàn hệ thống năm 2019 đạt 38.249 MW. Đáng chú ý, tăng trưởng lớn nhất là nguồn nhiệt điện than, bình quân 27% một năm, theo sau là thủy điện đạt mức tăng bình quân 15% một năm, năng lượng tái tạo cũng tăng ở mức 37% một năm, tuy nhiên do công suất đạt nhỏ nên chỉ chiếm 0,2% năm 2015. Hiện năng lượng tái tạo có sự bùng nổ về số lượng dự án và công suất được vận hành trong giai đoạn 2016-2019, tổng công suất của điện năng lượng tái tạo đã chiếm trên 10% tổng công suất đặt của hệ thống điện. Chiều ngày 7 tháng 9, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc tọa đàm với Tổ chức Kinh tế Doanh nghiệp Nhật Bản có ý định mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành của Việt Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio, các tổ chức kinh tế của Nhật Bản như Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và 30 doanh nghiệp Nhật Bản thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ đánh giá cao chính phủ nhật bản và những đóng góp to lớn của ngài abe shinzo đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trong thời gian qua trong bối cảnh tác động tiêu cực của COVID-19, Thủ tướng hoan nghênh đánh giá cao chính phủ Nhật Bản đã kịp thời đưa ra quyết sách hỗ trợ đa dạng hóa cho cung ứng ở nước ngoài và bày tỏ vui mừng khi được biết trong số 30 doanh nghiệp Nhật Bản được nhận hỗ trợ đợt đầu của chính phủ Nhật Bản thì có đến 15 doanh nghiệp mong muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Với 100 triệu dân và thu nhập ngày càng tăng, Thủ tướng nhấn mạnh thị trường Việt Nam đủ lớn cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản. Thủ tướng cũng cho biết đã thành lập tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài, mở lại các chuyến bay thương mại tới một số đường bay có hệ số an toàn cao, trong đó có Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành địa phương sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa quan hệ Việt Nam Nhật Bản lên tầm cao mới. Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio cho rằng mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đại sứ cho biết các nhà đầu tư trên thế giới, trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm nhiều đến Việt Nam, một nơi đầu tư trong điều kiện bình thường mới hậu Covid-19. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang xem xét dịch chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nêu ra nhiều vấn đề trong hợp tác đầu đầu tư tại Việt Nam như nguồn nhân lực, phát triển một số lĩnh vực mới, công nghiệp hỗ trợ, về nghiên cứu và phát triển, ghi nhận và trả lời các vấn đề doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền. Việt Nam đã và đang chủ động chuẩn bị các điều kiện đầu vào cho các hoạt động đầu tư nước ngoài. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với chủ đề Việt Nam ngôi sao đang lên. Hội nghị thu hút sự tham dự của lãnh đạo các doanh nghiệp đến từ châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Theo ngân hàng Standard Charter, Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á với những yếu tố nền tảng mạnh mẽ như dân số trẻ, năng động và am hiểu công nghệ, thị trường nội địa đang phát triển, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng và một nền kinh tế mở, Việt Nam tiếp tục mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đã quan tâm thiết lập hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nhằm tận dụng khoảng cách địa lý gần và khả năng kết nối với ASEAN để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Đại dịch Covid-19 có thể sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản chúng ta kiếm các cơ hội và đưa ra những chiến lược mới để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian vừa qua, để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao cũng như thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn trên thế giới, Việt Nam đã và đang chủ động chuẩn bị các điều kiện đầu vào cho các hoạt động đầu tư. Thì Việt Nam cũng đã nỗ lực đã và đang chủ động chuẩn bị rất nhiều các điều kiện cần thiết khác cho các cái hoạt động đầu tư của các quý vị, như là về chuẩn bị về vấn đề hạ tầng đất đai, rồi mặt bằng sạch rồi là hạ tầng về năng lượng, hạ tầng về viễn thông, vân vân, rồi đẩy nhanh quá trình đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, thuận lợi hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa, minh bạch hơn nữa, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trong đồng thời với đó thì chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ công tác đặc biệt để có thể kịp thời uh, trao đổi bàn bạc và tháo gỡ những cái vướng mắc hay là những cái đề xuất của các nhà đầu tư uh, trong khi mà tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tiền tệ, tỷ giá và phát triển lành mạnh một khu vực ngân hàng có khả năng chống chịu cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế bao gồm nhà đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn 2021 đến năm 2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đặt ưu tiên cho việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành nhằm đảm bảo môi trường vĩ mô ổn định tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng hỗ trợ nền kinh tế phục hồi nhưng vẫn tập trung đảm bảo chất lượng, an toàn hoạt động và an toàn tài chính. Sau hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Standard Chartered tiếp cận các doanh nghiệp quan tâm tới đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để cung cấp thông tin về chính sách pháp luật hỗ trợ trong quá trình tìm hiểu đầu tư, kết nối đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư một cách thuận lợi. Tiếp theo chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Forbes, Việt Nam lọt top 2 trong các đối tác thương mại của Mỹ có nền kinh tế phát triển nhanh nhất tính từ đầu năm đến nay, chỉ xếp sau Thụy Sĩ. Forbes cũng nhận định rằng trong vòng 2 thập kỷ qua, không có đối tác thương mại nào của Mỹ phát triển nhanh như Việt Nam, quốc gia đang dần trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới. Tính chung 8 tháng đầu năm, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là các thị trường Hàn Quốc đạt 28,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3%, ASEAN đạt 19,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2%, Nhật Bản đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2%, Hoa Kỳ đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,1%, EU đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7%. theo Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu giảm khá mạnh 15,6% trong 8 tháng đầu năm. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu rau quả và ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ giảm mạnh nhất, giảm tới 35,6% và 46,8%. Dù nhập khẩu ô tô đã hồi phục rất mạnh trong tháng 7 và tháng 8, nhưng so với cùng kỳ, mức giảm này vẫn là mạnh nhất trong số tất cả các mặt hàng nhập khẩu. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thị trường trong tháng 8 vừa qua là hoạt động mua vào ngoại tệ của ngân hàng nhà nước. Điều này góp phần lý giải sự châm lắng của diễn biến tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam trên các thị trường. Khi mức giao ngay trên thị trường liên ngân hàng gần như đứng im ở ngưỡng chặn 23.175 đồng, đây là mức sở giao dịch ngân hàng nhà nước niêm yết mua vào. Tại phiên họp chính phủ vừa qua, Thủ tướng cho biết dự trữ ngoại hối hiện đã đạt khoảng 92 tỷ đô la Mỹ, có thể tiếp tục nâng lên 100 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay dòng ngoại tệ vào hệ thống lớn, trong khi kỳ vọng tỷ giá gần như không có đã kích thích các tổ chức tín dụng ồ ạt bán đô la Mỹ về ngân hàng nhà nước. Diễn biến này có thể tiếp tục diễn ra trong tháng 9. Theo đại diện Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các dòng thuế quan được dỡ bỏ, thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng. Đó là cơ hội hạt gạo Việt phải nắm bắt và khai thác thật tốt để có thể phương xa trên thị trường thế giới. Khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu được thực thi, Việt Nam được xuất khẩu gạo vào EU với hạn ngạch 80.000 tấn một năm. Đặc biệt, thuế xuất gạo Việt Nam với EU sẽ giảm về 0%. Theo các doanh nghiệp, đây là cơ hội rất tốt vì lâu nay gạo nước ta muốn vào châu Âu, các nhà nhập khẩu phải chịu mức thuế từ 5 đến 45%. Không chỉ có dòng gạo thơm, bao bì lớn, thời gian tới nhiều doanh nghiệp còn chế biến thêm các dạng đóng túi từ 1 đến 5 kg để xuất khẩu vào châu Âu nhằm nâng cao sức cạnh tranh cũng như giá trị hạt gạo Việt Nam. Ngoài châu Âu, các nhóm thị trường ở châu Phi, châu Á cũng đang tích cực nhập khẩu gạo Việt Nam nhằm dự trữ trước ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Theo Bộ Công Thương, do đại dịch Covid-19 nên sang quý 3 năm 2020, tình hình thị trường dệt may vẫn chưa đón nhận nhiều dấu hiệu khả quan, cầu thị trường chưa chuyển biến nhiều. Trong 8 tháng đầu năm 2020, dệt may đóng góp gần 22 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu chung nhưng vẫn giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Theo thông lệ hàng năm, thời điểm này các doanh nghiệp đều đã có đơn hàng đến cuối năm và nửa đầu năm sau, nhưng hiện tình hình hoàn toàn khác khi hầu hết các doanh nghiệp chỉ nhận được đơn hàng theo thông tin từng tháng, thậm chí từng tuần. Hiện một số đơn vị mới nhận được từ 50 đến 60% đơn hàng so với tháng 9 năm 2019. Các tháng còn lại năm 2020 và 2021 đều chưa có thông tin rõ ràng. Các chuyên gia cho rằng nửa cuối năm nay để mạnh khai thác thị trường nội địa chỉ chiếm 10% năng lực sẽ là giải pháp giải quyết việc làm đáng kể cho doanh nghiệp. Theo quan chức Bộ Công Chính và Giao thông Campuchia, phía Campuchia đang muốn mở thêm một cửa khẩu quốc tế mới với Việt Nam để tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa lớn qua biên giới giữa hai nước quốc vụ khanh bộ công chính và giao thông campuchia Savat cho biết trong thời gian tới bộ trưởng công chính và giao thông nước này có kế hoạch dẫn đầu một đoàn công tác liên bộ để khảo sát việc mở thêm một cửa khẩu quốc tế với việt nam cho xem container chở hàng hóa đi qua bởi lưu lượng xe quá lớn khiến cửa khẩu quốc tế ba vết luôn trong tình trạng tắc nghẽn địa điểm khảo sát dự kiến là cửa khẩu payvor tỉnh Saberien, giáp với cửa khẩu bình nghiệp long an việt nam bộ công chính và giao thông campuchia cũng cho biết sẽ xây dựng thêm các bến đỗ cho xe chuyển ra hàng hóa và yêu cầu nhân viên hải quan phân công thời gian làm việc không có giờ nghỉ trưa để có thể giải quyết thủ tục nhanh chóng tạo điều kiện cho thông thương hàng hóa